Trời ơi. Cứu tôi. Tức ghê, tự dưng có cuộc điện thoại thế là bị out ra, bị mất tiếng luôn. Mọi người ơi, mọi người vào vào lại giúp mình với. Hello, hello. Công nhận là kiểu chỉ có live trong 4 tháng vừa qua thì chỉ có livestream mới được nói nhiều như này. Còn bình thường ở nhà một mình chả nói gì. Hello anh Nam. Ok. Mình đợi mọi người vào một chút nữa, mình sẽ nói thử tiếng Anh cho mọi người nghe xem như nào. Chắc là cũng chưa hay lắm đâu nhưng mà đủ để sử dụng. Hello anh Nam. Lâu rồi không gặp. Lấy loa. Chị nhà chị có loa thì chị cũng cũng réo tên em rồi. Ủa la làm gì có được tiền đâu em. Chỉ có một số cái nền tảng mạng xã hội mà like xong có chế độ donate ý, thì cái người like mới được tiền thôi. Còn Instagram thì chị nghĩ chị không rõ, chắc không. Ừ ok chị lưu mà. Chị học tiếng Anh ở trung tâm Justina. Trung tâm thì có cả cơ sở ở Hà Nội và Sài Gòn. Ok, Hà sẽ cố mà. Được cái là like trên Instagram thích like hơn bởi vì là nó có filter ấy, trông đẹp hơn. Trời ơi, like trên Facebook hoặc là qua Google Meeting hay là Zoom ấy. Kinh khủng. Trông mà máy cắt rồi nhưng mà vẫn không 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 được ưng cho lắm. Chị dùng dưỡng tóc của Moroccan Oil. Thề luôn, cái dưỡng tóc này là cái dưỡng tóc chân ái của chị dùng từ hồi năm nhất đại học đến bây giờ. Mà dùng nó kiểu đắt sắt ra miếng ấy, không đắt lắm nhưng mà nó rất là nó không bị hao ấy. Chị chiều fan giống Rosie. Đám trăm rồi này. Miss World thì không hô tên nước hay sao ấy. Ok. Thay vì nói giọng Thanh Hóa thì hôm nay Hà nói tiếng Anh nhá. Giới thiệu bản thân một chút. Khi nào Hà bay á? Hà chắc là Hà cũng không rõ nữa nhưng mà theo lịch trình của ban tổ chức thì là 21 tháng 11 là bắt đầu đồng hành. Thì chắc là sẽ bay sớm hơn vài ngày. Cho mọi người hỏi nhiều quá mình không thể ngừng trả lời được. Thầy Đỗ Trường Xuân ở Ngọc Lặc. Chị không biết. Thật ra ấy, chị có một cái bệnh đấy chính là khi mà mood chị đã lên chị nói rất nhiều và trong đầu chị có rất là nhiều thứ để nói và thậm chí là có thể chặt banh rất là nhiều nhiều người khác nhưng mà khi mà chị mà bị down mood rồi ấy, thì kiểu miệng nó cứng luôn không nghĩ ra được cái gì để nói mà lúc đấy trông nó rất là ngu si ấy nên là đôi khi người chị nó bị đa nhân cách lắm. Tùy từng cảm xúc thì con người nó sẽ khác ấy. Mình cũng đang cố gắng để kiểm soát cái vấn đề đấy lại. Chị mời ai like á? Để hôm sau nhá. Bởi vì là nếu mà mời mọi người like trước, mời mọi người like thì mình phải có kế hoạch trước ấy. Chặt ai? Chặt bạn chị thôi. Ừ. Trong cái thời gian mà chị dùng treatment ấy thì chị đắp mặt nạ nhiều lắm, một tuần 3-4 miếng. Chị thích bài bài gì nhỉ?
How you like that? Da 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 da. Yeah. Bài đó. Thi hoa hậu nhất định phải học giỏi tiếng Anh không? Thật ra thì nếu mà em học giỏi tiếng Anh thì đấy chắc chắn là một lợi thế cực tốt của em. Nhưng mà không học giỏi thì cũng không sao, bởi vì em có thể học mà. Mắt chị sưng. Lâu nay cái bọng mắt chị nó thế ấy. Chứ dạo này chị cũng ngủ sớm lắm, không thức đêm nhiều. Tại ra ốc biêu là sao nhỉ? Ốc niêu là ai vậy em? Em đâu có biết đâu. Tự dưng mọi người comment gì. Chị thi đại học được 24 điểm. Và chị đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thực ra thì chị đâu có giỏi lắm đâu mà đi chia sẻ tiếp học tiếng Anh. Khi nào mà chị nói mà được mọi người công nhận thì lúc đấy chị mới dám đi chia sẻ. Tóc chị làm chứ, làm gì mà xoăn tự nhiên như này được. Hoa hậu Việt Nam cao bao nhiêu? Tùy từng năm em. Năm của chị là chiều cao tối thiểu là 1m63. 2K. Đâu? 2K1 mà. Chuyên gia dự đoán chị làm thế xưa. Ủa? Làm gì có ai đâu. Mà chị cũng chưa dám tự tin đến mức đấy. Ok, hello everyone. I'm Miss Vietnam 2020 and I'm currently a junior at National Economic University. This is my privilege and my honor to represent Vietnam in Miss World. You know, I was born and grew up in a poor village in Vietnam, which is so peaceful and quiet, and I feel like I'm very lucky to be born in this pretty village because the people is kind. The living environment is good, and especially is my parents. My parents always teach me the right things. Okay, now you know I'm the journey to Miss World 20 and 21. But you know the COVID-19 pandemic began, and to be honest, it interrupt my training process. But yeah. In the first days, I was disappointed, but I calmed down, and I don't let the negative feeling control my mind. I do exercise to be healthier. I read book to acquire my knowledge. I read the news to get the popular problem in society, and moreover, you know, I do the charity as a volunteer, and my team mobilize and raise the fund to deliver the free meal for the underprivileged, the homeless, and the worker who stuck in Hanoi. To be honest, the day that I do the voluntary work, I feel like one day has more meaning, has the happiness. You know, the more people you bring the happiness, the happier you are. I wish you guys will be safe, will be healthy. And I believe that if we have the strength, we have the faith, we absolutely win the COVID-19. And I hope you guys will support me in Miss World. I promise I will put a lot of efforts and I will try my best to make you guys, my beloved friend, proud of me. Thank you. Sorry mọi người, bởi vì là tự dưng mọi người cứ bắt nói mình nói xong là mình hơi bị run một chút. Chị nói tiếng Anh để cho mọi người xem là mình đang ở đâu rồi.
Thật ra thì lâu nay cái thời gian mà Hà ở nhà chủ yếu là học học tiếng Anh với lại đọc thông tin ấy. Hà nghĩ cái việc đọc thông tin nó rất là tốt, bởi vì khi mà mình đứng trước một cái tình hình, một cái câu hỏi về vấn đề xã hội, mình không có một chút thông tin gì thì mình rất là khó để nói. Thế nên là ngày nào Hà cũng đọc thời sự, thậm chí là mình đi ngủ mình còn bật thời sự mình nghe cơ. Mình đặc biệt thích thời sự của kênh VTV24. Ok, Hà sẽ cố gắng train thêm tiếng Anh mà. Em cảm ơn anh. Tài năng á, thì chắc là không phải nhảy này, không phải múa, không phải ca hát rồi. Mọi người đón xem còn những cái còn lại. Dạ vâng. Tiếng ở bên Thanh Hóa thì bây giờ dịch bệnh đang phức tạp hơn, nhưng mà mình nghĩ là bởi vì là chính quyền Thanh Hóa với lại ở Hà Nội, Hà thấy là mọi người rất là quyết liệt. Khi mà có một hay hai ca thì là bắt đầu mọi người dập luôn ý, nên là nó cũng nghĩ là không lan truyền ra nhiều. Ok mọi người, Hà hứa là Hà sẽ học thêm tiếng Anh mà. Bây giờ thì không phải là Hà vắt nha, Hà yêu cầu thầy của Hà là hãy ngày nào hãy nghĩ ra nhiều câu hỏi và hỏi Hà và giới hạn thời gian cho Hà để Hà có cái áp lực. Và khi có áp lực thì mình sẽ rèn luyện cái khả năng phản xạ ấy. Thế nên là khi đứng lên sân khấu mình sẽ đỡ run hơn. Thật ra ấy, Hà nghĩ là bình thường mình nói có thể là được nói được nhiều hơn khi nãy giống mình nói á. Nhưng mà kiểu đứng trước ví dụ như trên sân khấu này hay là trước rất là nhiều người đang xem như này này thì mình bị áp lực ấy, một phần rất là áp lực. Thế nên là vẫn phải rèn luyện thêm phản xạ để tự tin hơn. Ôi giời, chị đã thi IELTS đâu. Thật ra Hà cũng không muốn âm thầm lắm đâu, cũng muốn là chia sẻ cho mọi người xem là cái quá trình của mình training đến đâu. Nhưng mà mọi người biết rồi đấy, dịch bệnh xong rồi mình ở xa ekip nữa nên là cũng không không biết là phải làm như nào. Bây giờ có muốn quay cho mọi người xem mình khắc quốc đến đâu thì không không quay được, bởi vì là kiểu nó bị chật quá, ra hành lang thì hàng xóm thấy xong ngại lắm. Ngày trước thì có bạn sang quay hộ, thế là nhưng mà hôm nay bạn về quê mất rồi. Chị nghĩ là không không một ai nên tự ti về mặt mộc của mình, bởi vì mặt mộc là của bố mẹ sinh ra, của trời cho. Thế nên là chúng ta hãy cố gắng hàng ngày để cải thiện cái vấn đề da của mình và luôn luôn tự tin về cái vấn đề đấy, bởi vì make up nó chỉ là một cái lớp khiến cho chúng ta đẹp khi chúng ta trước mặt mọi người thôi, chứ còn khi về nhà chúng ta lại là chúng ta. Thì thế nên là hãy trân trọng cái mặt mộc của chúng ta và làm nó tốt hơn hàng ngày. Không, chị không xem phim cung đấu. Còn đồ mắt chị đỏ. Ừ, chị cứ choose mascara là bị đỏ mắt á. Chị cũng không biết rõ đâu nha, nhưng mà chị gọi là chỉ đưa ra quan điểm cá nhân thôi. Về nếu mà mụn ấy thì em có thể tham khảo cái combo BHA và retinol của nhà Obagi xem có trị được không. Đối với mụn nhẹ thì chị nghĩ là có thể dùng được. Đúng rồi, Hà cũng khá là thích cái tóc đêm chung kết của mình, nhưng mà nó hơi xoăn, Hà muốn nó lơi lơi hơn, giống như này chẳng hạn, hoặc là xoăn hơn tí. Nhưng mà như này thì dễ bị duỗi lắm. Nên chung nên kiểu đi thi đêm chung kết thì tầm khoảng 3 đến 4 tiếng. Thật ra để mà chuẩn bị cho cái đêm chung kết như ở Việt Nam nha, là bọn Hà phải make up trước 5 tiếng.
Thế nên là đến cái lúc mà đến lúc 11, 12 giờ đêm đăng quang xong là nhìn nó không giống như kiểu không giống như ban đầu luôn, trông tã tơi. Chị không biết sao mà ở nhà mà chị lại bị gầy đi ấy. Ngày trước mặt của chị nó nhiều thịt hơn, nó mập hơn. Chị thích màu đấy hơn, bây giờ gầy quá. Mặt gầy quá. Make sure chọn tóc nào. Tóc nào thì cũng được hết, miễn là nó hợp là được. Và chị thì chị hợp tóc xoăn. Chị recommend em xem Money Heist, Vượt Ngục. Mọi người đang gợi ý chị xem Game of Thrones mà chị sợ quá, bởi vì là xem bị cuốn lắm, mất ăn mất ngủ với nó luôn ý. Hà không biết nữa, lâu nay không có cân nên là cũng không cân, không biết là hôm nay bao nhiêu cân. Theo họ Việt Nam thì theo như Hà trải nghiệm không có vòng nào liên quan, không có vòng nào bắt buộc liên quan đến ngoại ngữ hết. Tuy nhiên thì trong phòng phỏng vấn kín ấy, phỏng vấn kín nha, là tẩy trang hết, không đeo lens, mặc dù bị cận, không được đeo lens, không trang điểm gì hết. Mặt bộc như thế đi vào phỏng vấn mặt đối mặt face to face với ban giám khảo luôn. Ban giám khảo có hỏi chị là có nói được tiếng Anh không, thì thật ra thì lúc đấy chị cũng rất là run. Nếu mà bình thường thì chị sẽ nói tốt hơn được đấy, nhưng mà nói run lắm, cũng nói, cũng rất là gọi là sẵn sàng để nói, cũng nói được một chút. Đau lưng quá, chưa già mà đau lưng. Hồi học cấp 2, lớp 8 á, lớp 8 à, cao tầm á, tầm 1m65 á. Mình cao từ bé rồi. Cũng có hơi nhiều bạn vào comment tiêu cực. Nhưng mà thôi kệ. Thật ra mình cũng không hiểu tại sao mọi người lấy những câu chuyện đấy đâu ra. Nhưng mà thôi mình cũng không quan tâm lắm. Đúng rồi, tóc Hà bị yếu ấy. À, ngày trước khỏe lắm nhưng mà thế nên là khuyên mọi người đừng có đi nhuộm đen. Nhất quyết là không nhuộm đen nha. Nhuộm đen xong tóc yếu lắm. Ngày trước tóc vàng ấy, xong mặt trông nó béo hơn ấy. Bây giờ tóc đen trông mặt như thế cả. Lớp 12 chị cao 1m72. Không hiểu sao lên đại học tăng được 2-3 phân luôn ý. Chị Đỗ Mỹ Linh khều tay chị kìa. Đâu có đâu. Lúc đấy là hai chị em chụp ảnh. Thế là chị Linh nhột ấy, chứ đâu có ý gì đâu. Chị đang quăng, chị nghĩ ai cũng bất ngờ ấy đó. Nhưng mà mình đau họng quá mọi người ơi. Ôi trời, chị không biết hát. Chị mà hát chắc là không ai xem luôn. Chị Tiểu Vi á. Chị Tiểu Vi rất xinh. Xinh và đẹp. Mọi người thích tóc này không? Giữ nhá. Đúng rồi. Công nhận là bây giờ cái phong trào anti cũng lên rất cao, thế nên là để mà vượt qua nó thì chỉ có thể bình tâm từ bên trong thôi. Thôi kệ. Không biết là nên để hai 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 phần để đằng trước hay là để một bớt một bên lại sau.
có vẻ như là điện trước đẹp hơn. Chị da vàng. Dance of the World. Dance of the World thì chắc là phải vào Sài Gòn Hà mới tập được. Bởi vì bây giờ ở Hà Nội không có thầy dạy. Tên Mai Phương. Thật ra thì ai cũng cũng đáng để mà học tập hết á. Có một thời gian Hà xem hết tất cả các video của các chị đã từng thi quốc tế ở Việt Nam, không chỉ thi Miss World nha. Để xem mọi người thi như thế nào, mọi người ứng xử, mọi người nói, mọi người tương tác với ban giám khảo là sao á. Tiếng Nam á, chị không biết nói tiếng Nam. Nói nó bị nửa mùa lắm. Không nói chả ra gì, thôi chả nói đâu. Chị ở Thanh Hóa nhưng mà chị ít đi Sầm Sơn lắm. Kiểu chị ở cái vùng của chị là cái vùng mà nó rất là cách, nó cách cũng hơi thành phố cũng hơi xa. Thế này là mọi người hỏi bảo là ôi, ở Thanh Hóa có biết Sầm Sơn không? Rồi ở Thanh Hóa có biết Vinpearl không? Có lên đấy đâu mà biết. 12 năm học đại học có lên đấy đâu. Đến lúc đăng quang về thì thi thoảng có một cái vài công việc ở trên đấy thì mới lên thôi. Không có bơ đâu nha Khánh Huyền. Có, chị mang Vương Miện về nhà mà. Nhưng mà đang cất trên cao lắm. Phải mang về chứ. Ừ, ngày trước chị còn đi thì học sinh giỏi tỉnh. Nhưng mà chỉ có cấp 2 mới được giải thôi, cấp 3 không được. À, cấp 3 là giải, cấp 2 là giải huyện chứ. Quên, cấp 3 thì cũng có đi học sinh giỏi tỉnh, cấp tỉnh đó, nhưng mà không được giải gì. Cả team trắng tay luôn. Buồn. Chị Mỹ Linh này, chị Phương Nga này, chị Lương Thị Linh này là mấy chị ở Hà Nội thì chắc là cũng gần. Chắc là sau thì sẽ chơi nhiều hơn. Không có ăn trộm Vương Miện nha. Vương Miện là không có ai được đội hết ngoại trừ tôi. Chị biết Mai Phương mà. Trời ơi, mấy cái thứ này. Chị chẳng biết là chị giỏi môn gì nhất nữa, nhưng mà chị thích học văn. Học văn nhất. Coi á, thôi, coi phải đứng lên, bây giờ đứng lên. Em mặc quần đùi kìa. Cái gì, mẹ đang có cái câu hỏi gì nhỉ? Cách cao á. Thật ra thì cái cách cao duy nhất là theo gen. Nên là sau em hãy lấy chồng cao lên thì em mới cao được. Thế thôi. À quên, con em mới cao được. Chứ lúc đấy em cũng không cao được nữa đâu. Nói xong bị lác luôn ý. Cháu cô Lịch. Ờ đúng rồi. Ở làng chị có tên, cũng có một cô tên là Lịch. Chị cũng không biết nữa, không biết là mang bao nhiêu outfit đến Miss World nữa. Bây giờ kiểu vẫn chưa thể mà thống kê lại được ấy. Nói chung là chưa, mọi người cứ đợi dịch ổn ổn đi nhá. Là sẽ bắt đầu gọi là lên dây cót. Chiến. Phần kiểm tra nhân chắc học lúc đi thi Hoa hậu Việt Nam. Ok. À, về phần đấy thì là tất cả các thí sinh vào trong một cái phòng kín và không mặc cái gì hết ngoài cái quần con ấy. Để rồi xong rồi các bác sĩ, đa phần là những người có chuyên môn, cũng như là các chị trong team thí sinh của báo Tiền Phong và Sen Vàng thì sẽ kiểm tra và đo đạc. Mọi người kiểm tra kỹ lắm. Ví dụ như ai mà có cái mũi hay là cái môi rất là cao, mọi người lắc như này, lắc rồi bóp trên mặt á, để xem là có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ không ấy.
Bởi vì cũng chưa hội Việt Nam là không cho thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ mà, nên là phần thi nhân chắc học cực kỳ gắt luôn. Ban đầu ai cũng ngại, nhưng mà xong rồi quen, xong kiểu che 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 che. Thôi, vương miện đang để trên cao lắm. Chị mổ mắt rồi. Chị mổ ban đầu sợ lắm, bởi vì mình cứ nghĩ là chắc là mọi người sẽ lấy con dao xong rạch cái mắt mình ra, nhưng mà không. Nhưng mà bác sĩ chỉ dùng cái tia gì để cắt cái giác mạc, xong rồi điều chỉnh nó, thế là xong. Sau 3 4 tiếng thì hơi 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 mệt, hơi mỏi mắt bởi vì là hết thuốc tê mà. Nhưng mà đến ngày mai lại bình thường, tầm 1 tuần là nhìn ok. Họ đo chân thế nào thì dùng thước đo thôi. À, cô không vòng sơ khảo có chứ. Vòng sơ khảo thì chủ yếu là công việc chủ yếu của vòng sơ khảo là đo đạc nhân chắc học và phỏng vấn. Phỏng vấn đa phần chỉ là phỏng vấn mấy cái câu nhẹ nhàng thôi. Chỉ có cái phần thi face to face là thi mặt mộc, trong trực diện với ban giám khảo á, là hỏi rất là chuyên sâu luôn, hỏi cực kỳ nhạy cảm luôn ý. À, về vấn đề đo chiều cao nha, có một cái mọi người cứ tham khảo nha, là mình đo vào buổi chiều hoặc là buổi trưa thì chiều cao của mình sẽ bị giảm tầm khoảng từ 0,25 đến 0,5 cm, cũng có thể là gần một tầm đấy. Nhưng mà đo vào đầu buổi sáng nha, là sẽ chiều cao nó sẽ lên được vài cm. Mình thấy mọi người nói thế á, các chị có kinh nghiệm mọi người nói thế á. Công nhận là live một mình cũng hơi buồn. Chi phí đi thi Hoa hậu Việt Nam, chi phí thì thật ra là rất là khó để thống kê, bởi vì là nó toàn là những cái khoản lặt vặt thôi. Nhưng mà chủ yếu là đầu tư vào cho mình trước đấy, trước khi đi thi, và một chút quần áo đầm, chủ yếu là đầm trong quá trình thi thôi, với lại tiền ăn nữa nha. À không, đương nhiên là ăn thì ban tổ chức lo rồi, nhưng mà kiểu bị thèm ăn vặt ý nên là order về toàn là bún phở với lại trái cây. Mà đi thi hoa hậu ấy, mọi người ai có ý định thi hoa hậu ấy thì nên cố gắng là trong quá trình mà đồng hành ấy, nên chuẩn bị riêng một cái vali hoặc một cái túi mà chỉ chứa thực phẩm chức năng hoặc là đồ ăn. Đồ ăn vặt càng healthy càng tốt, bởi vì quá trình đồng hành nó bị mệt ấy, mà không bổ sung đủ ấy, thì dễ bị tụt cân lắm, giống như Hà này. Bởi vì mình không có kinh nghiệm ấy, mình chả biết gì, mình chả mang gì hết. Thế là chung kết xong, trời ơi, tụt 4 cân. Chị đang trả lời mà, chị sao đọc hết được. Cái đêm chung kết đêm chung kết xong chị được ngủ 2 tiếng, tận 3 giờ mới về. Mà trong khi mọi người biết không, sáng mai phải đi họp báo, một cái buổi họp báo rất là quan trọng. Thế là không thể nào không tẩy trang, không thể nào không gội đầu tắm rửa được. Cố gắng lắm, gói gọn lắm thì nó cũng trong trong 1 tiếng, và 4 giờ đi ngủ, 6 giờ sáng mai dậy, make up và đi họp báo. Trời ơi, mặt ba chị em lúc đấy ai cũng như này này, mắt không mở được. Thế mà câu hỏi lúc nào nó cũng cứ dồn dập đến. Trời ơi, mình nghĩ là mình phục mình lúc đấy thật. Quá sợ, quá nhiều thứ mới. Khi được vinh danh sẽ càng lớn mạnh. Đúng rồi, thuyền to thì gió lớn mà. Thế nên là mình phải chấp nhận chịu áp lực thôi. Lác á, người có thấy lác không? Trời ơi, tóc bắt đầu nó đang duỗi ra rồi, nó không được phồng như lúc đầu nữa. Tức nha, hôm nay lại phải chia thành thì 2 cái livestream. Không, thì Miss World chị đi một mình, chị không có ai đi chung. Chắc cũng không có. Ừ, đa phần là như thế. Mọi người bên sen vàng toàn đi một mình mà.
chị chả biết là tắm 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 gội khuya có việc gì không, nhưng mà trong quá trình đi thi Hoa hậu Việt Nam tầm hơn 1 tháng thì bọn chị đa phần là đều phải tắm gội khuya hết, về rất là muộn, mà không tắm không gội thì sáng mai lấy cái gì mà làm tiếp, mà trang điểm tiếp. Trời, đừng có ai chụp lại cái lúc đấy nha, không nhẽ lúc đấy tắt like đi, bật điều hòa. Mấy bộ đồ người đẹp thời trang với người đẹp biển á phải trả lại, bởi vì lễ đồ nhà thiết kế mà không có đồ, đa phần là không có đồ nào bọn chị được mang về hết. Chị Trân, hello Trân nha, trời ơi. Hà chưa có lịch sang Puerto Rico, không biết là đi ngày nào ấy, không biết cái đấy do công ty sắp xếp. Dự án cộng đồng á, chắc là một thời gian nữa mình mới có thể tiết lộ cho mọi người được. Vương miện của Hà, vương miện thì có 2 phiên bản, cái đấy nó cũng hơi hơi nhạy cảm nên không thể tiết lộ được. Hà cũng chưa được training nhiều lắm bởi vì dịch, nhưng mà không được khen thì mình tự chết. Ôi da, visa mình quên mất visa. Thôi đừng có anh chụp cái quần jean. Hôm sau chị sẽ sắp xếp một buổi live cùng với chị Linh để chị Linh chia sẻ kinh nghiệm. Ủa, mặn lác lắm hả? Chị không biết là cái phần thi top model ấy có được quay public không nữa, nhưng mà tìm mãi cũng chỉ được một vài cái video ngắn ngắn về cái phần thi đấy của các chị từng thi thôi, không thấy nhiều ấy. Không biết là có được public không, mong là được. Phần thi tài năng của chị á thì chị gợi ý là ngoại trừ múa này, nhảy này, hát ra, ngoại trừ 3 cái đấy ra quá chán rồi. Chị không biết là hết nhiệm kỳ có phải trả lại không nữa. Hôm nay kẻ mắt cũng lên lên được một ít rồi, lên trình được một ít rồi, nhưng mà vẫn chưa thể tự make make đậm được, không biết kiểu sao nữa, mặc dù đánh trời đánh quá trời phấn mắt luôn nhưng mà không thể đậm lên được. Thôi khi nào mà Hà được mọi người công nhận là nói tiếng Anh ổn thì Hà mới dám chia sẻ bí kíp tiếng Anh, chứ bây giờ cũng chưa dám nói đâu. Chị trang điểm và làm tóc trong 1 tiếng. Đây, nguyên cái layout này là 1 tiếng này. Ai dạy make up cho Hà? Anh Quân và anh Bu. Nhưng mà chưa, bây giờ thì chưa học được, cũng không học online được. Thi hoa hậu họ kiểm tra răng bằng mắt thường thôi em, bằng mắt thường là có thể biết được răng thật với răng sứ mà. Có, Hà hay xem các clip của các chị thí sinh ở các cuộc thi quốc tế để mà lập học theo, mà gọi là mình xem để xem có cái gì hay hơn, những cái dáng posing nó hay hơn thôi, chứ thật ra để mà làm tốt ấy, cái vấn đề duy nhất chị là học hàng ngày, tập hàng ngày thì mới có thể tốt hơn được, không còn xem mà không có làm thì cũng không tốt lên được. Chị dùng filter không biết tên, skin tên, à, tên là skin. Ừ.
Có chứ, đi thi hoa hậu niềng răng thoải mái mà em. Ừ chị lưu like mà, cái like lúc nãy bị lỡ thì chị cũng lưu mà, chị đâu có xóa đâu. Mong là đến lúc đi thi thì cái trình độ kẻ mắt của chị nó sẽ thượng thừa hơn, sẽ đỉnh hơn. Bây giờ trông nó hơi vẫn hơi amateur. Chọn dạ hội màu xanh nhá. Màu xanh thì có vẻ là hợp với cái vương miện Miss World, nhưng mà mình nghĩ thì cái vấn đề đấy nó cũng chỉ là một phần về tâm linh thôi, chứ còn mình nên chọn cái nào mà nó thật sự phù hợp với cái dáng của mình và nó thật sự cảm thấy mình thoải mái khi mình đi trên sân khấu nhất. Với quan điểm của Hà là như thế. Trời ơi, hơn một tháng rồi chị chưa về Thanh Hóa. Úc, đeo lens bình thường mà. Nhưng mà từ hồi mổ mắt đến giờ chị vẫn chưa dám đeo lens lại. Bởi vì là sợ là nó chưa thì thích ứng thích nghi với cái lens mắt được ấy, sợ bị ngứa ấy, chưa dám đeo lại, không biết là có đeo được không. Trời ơi xin đấy, đừng có chụp cái lúc đấy. Tiết lộ một phần á, Hà tiết lộ một phần cho cuộc thi sắp tới. Thì nãy giờ Hà đang chia sẻ là đã tiết lộ rồi đây. Kể vài câu hỏi lúc chị thi face to face. Ok, xin lỗi mọi người, mình lấy cái gối một kê một tí cho nó đỡ mỏi lưng. Trong phần thi mặt face to face thì mặt mộc á, thì ban giám khảo có hỏi chị là cho đến bây giờ thì tại sao chị vẫn chưa khóa khóa Facebook của chị. Ô, lúc đấy chị trả lời tỉnh bơ nha. Bảo là dạ thưa chị, em nghĩ là Facebook của em không có điều gì khiến em phải xóa nó đi cả. Phải khóa nó đi cả. Thế là các anh chị ban giám khảo, thật ra là mỗi bàn sẽ có hai người và mỗi thí sinh sẽ phải đi qua từng bàn một, tầm 5 bàn, tầm khoảng 5 bàn. Anh chị ban giám khảo cười. Xong rồi thế thôi. Mình nghĩ là khi mà phỏng vấn face to face ấy, là khi đấy người ta đã nhìn thẳng vào ánh mắt của mình rồi, thế nên là không nên nói dối. Nói dối phát là biết ngay. Nên là Hà nghĩ là cái phần thi đấy thì mình nên chân thật. Còn có thể khôn khéo thôi chứ cũng đừng nên gọi là nói dối một cách trắng trợn ấy. Nhìn là mọi người sẽ biết, bởi vì mọi người là những cô chú anh chị rất có kinh nghiệm. Thế nên là mọi người sẽ biết. Rồi những cái vấn đề rất là nhạy cảm như là kiểu như là em có người yêu chưa, hay là ví dụ như em được chọn làm hoa hậu thì em có không chơi, không nghỉ chơi với các bạn em nữa không, hay như nào đấy. Nói chung là cả những cái câu hỏi khá là cá nhân ấy. Chị cũng rất thích mặc áo dài, thích lắm thích lắm. Thật ra thì mình không dám khẳng định là ai cũng có anti-fan, nhưng mà anti-fan là một cái gì đó mà nó mang đến cho mình đôi khi những cảm xúc rất là tiêu cực, nhưng mà đôi khi lại là những cái động lực để mình cố gắng hơn. Trời ơi, run lắm em. Sao mà không run cho được. Vào top 5 đã kiểu bất ngờ, không nghĩ là mình vào được top 5 rồi. Nên là lúc đấy chị gọi là cảm xúc nó bối rối lắm, nó rất là nhiều cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả được bằng lời. Face to face khi thi hoa hậu và khi thi vấn đáp. Ủa, thi vấn đáp là thi ở trường hả? Mình nghĩ là thi hoa hậu sẽ kinh khủng hơn chứ, bởi vì là mình đang đặt rất là nhiều nỗ lực vào cuộc thi và mình đang đứng trước những cái sự quyết định của những người mà sẽ quyết định là mình sẽ ở top nào, thì nó phải áp lực hơn chứ. Nhưng mà thật ra cái phần thi đối mặt của chị đã không thấy run bằng cái phần lúc đứng trên sân khấu đâu.
lúc đứng trên sân khấu mới là run nhất, bởi vì lúc đấy kiểu không chỉ hàng nghìn ánh mắt ở dưới sân khấu đang nhìn mình mà hàng triệu ánh mắt ở trên tivi đang quan sát mình. Thế nên là trời ơi, áp lực dã man. Lúc chị nhảy á, trời ơi đông thế đâu có nhìn hết được đâu. Buồn ngủ quá mọi người ơi. Mai lại thứ hai rồi, lại học. Mình kể cho mọi người nghe một ngày của mình nhé. Sáng dậy tập, ăn sáng, xong xem tivi, chủ yếu là xem thời sự. Trưa nấu cơm ăn cơm, chiều học, tối ăn cơm, xong tối lại học, học xong đi ngủ. Học học học. À ý là cả học ở trường nữa ý. Chứ không phải là chỉ mỗi học training cho Miss World đâu. Chủ yếu là học ở trường ý. Mình bắt đầu năm 3 rồi mà. Vừa rồi lại còn vừa thi học kỳ chứ. Quá dã man. Thôi làm ơn đừng có bảo mình nói giọng Thanh Hóa nữa. Hôm trước mình nói một lần rồi đó. Các vòng thi Hoa hậu Việt Nam thì chị thấy vòng nào khó nhất? Thật ra đứng trên sân khấu là khó nhất, bởi vì chịu được áp lực ở trên sân khấu là vượt qua được tất cả rồi. Còn những cái vòng thi kín, nhưng mà những vòng thi kín lại là những cái vòng quyết định, bởi vì là đấy mới là những cái yếu tố mà ban giám khảo chấm một thí sinh. Chứ còn nếu mà chỉ chấm ngoại hình thì ban giám khảo chỉ cần một ngày thôi là có thể chấm được rồi, đâu có cần một tháng hay 2 tháng đồng hành để mà chấm từng thí sinh một đâu. Đúng rồi, theo như thông báo chính thức từ ban tổ chức cuộc thi Miss World thì là ngày 16 tháng 12 sẽ tổ chức chung kết. Chị đã biết bao nhiêu đại diện thế giới rồi và cho đâu là đối thủ mạnh nhất. Thật ra thì các thí sinh của đại diện các quốc gia thì chị có lập một cái group ở trên WhatsApp và có gọi là chủ yếu là say hi, say hello với nhau thôi. Và follow, chị có follow những bạn mà chị đã biết. Đa phần là chắc là phải gần 100 người á, 60, 70 người gì đấy. Thì chị có thấy bạn Ấn Độ và bạn South Africa là hai bạn rất là tài năng, cũng như là có những cái điểm gì rất là đặc biệt. Chính vì thế mà chị nghĩ là hai bạn đấy sẽ là những người đối thủ rất là nặng đối với chị. Lúc đi thi thì chị ví dụ như, nhưng mà lúc đi thi thì chị chủ yếu là xin nghỉ xong rồi tự học qua giáo trình online. Xong rồi cuối cùng thì vẫn về thi, bởi vì là thầy cô đã điều kiện cho mình nghỉ rồi thì mình vẫn phải đáp ứng lại bằng cách là mình vẫn phải hoàn thành môn đấy thật tốt. Hoặc là mình thiệt thòi hơn các bạn là mình không được học, nhưng mà công bằng mà nói thì mình vẫn phải thi. Thế đấy. Em sợ năm 18 tuổi em đi thi thì vừa bận vừa học. Năm 18 tuổi chị rất thích đi thi luôn, rất thích tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Thế là chị quyết định tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam. Và đấy là cuộc thi đầu tiên mà chị tham gia. Nhưng mà rất là xô, bởi vì do dịch bệnh, thế nên là cuộc thi lại hoãn. Đến tận khi chị thi chung kết với Hoa hậu Việt Nam xong thì cuộc thi đó mới thi chung kết. Đấy. Và cuộc thi Hoa khôi sinh viên là cái cuộc thi mà ngay vào đấy thì chị biết hơn một chút về beauty, hơn một chút về catwalk và một số thứ khác, và khiến cho chị tự tin hơn. Chứ còn năm 18 tuổi khi mà chưa chưa biết đến cuộc thi Hoa khôi sinh viên ấy, dù rất là thích nhưng mà không biết làm cách nào để biến cái sở thích đấy của mình thành hiện thực ấy. Thế nên là mọi người hãy mạnh dạn. Mạnh dạn làm một điều gì đó để biến sở thích của mình thành hiện thực thì nó khả thi hơn là cái việc mà chỉ giữ nó ở trong đầu ấy. Rất là khó chịu. Review về Hoa khôi sinh viên ấy. Thật ra thì chị mới đồng hành cuộc thi Hoa khôi sinh viên đến vòng bán kết thôi.
là cuộc thi bị hoãn. Xong rồi bán kết chị không thi nên chị cũng không có gì để review cả. Đúng rồi, ghế đăng quang của chị đang ở trong Sài Gòn, đang ở chỗ công ty. Mình bị quen ngồi xong cứ lấy gối kê dưới này. Ừ đúng rồi, đấy sau 1 tiếng tóc chị nó sụt rồi này. Mọi người biết không, trong cái đêm, những cái đêm như là đêm chung kết, đêm bán kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ấy, các anh chị make up ấy luôn phải trên tay cầm, thứ nhất là phấn dặm, thứ hai là keo xịt tóc, bởi vì là cứ một một vòng xong là lại phải dặm lại này, lại phải đánh son lại này, lại phải xịt tóc một lần nữa, bởi vì nhảy nhót rồi tung tăng các kiểu, thế trên sân khấu là nó bị rợ giãn hết tóc. Thì chị nghĩ là đi thi ai chả có những cái mục tiêu mình đạt vào top cao nhất. Chị thì mong là nếu mà cao nhất thì vào top 5, top 10, top 12 gì đấy. Chị không phải là làm cho công ty mà là ký hợp đồng với công ty Sen Vàng. Có gọi được là có được gọi là làm không nhỉ? Không không biết nữa. Nhưng mà là gọi là hợp đồng kinh tế. Mình xin các bạn đừng có so sánh mình với ai khác. Nó sẽ gây ra những cái tranh cãi không đáng có. Hãy để mình gọi là bình tâm cho cuộc thi sắp tới. Đừng tạo ra một cái thứ gì nữa hết. Bên Make Sure có kiểm tra răng và chân khuyết điểm không? Ui, chị đã thi đâu mà chị biết. Nhưng mà chị nghĩ là các cuộc thi quốc tế thì sẽ thoải mái hơn về cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí là hình như người ta còn chẳng bóc lích về số đo ba vòng của thí sinh cơ. Hình như thế. Bởi vì số đo đâu quan trọng đâu. Quan trọng là nhìn nó như thế nào thôi. Nhìn nó phải cân đối. Năm phút nữa nghỉ nha mọi người. Hôm nay dài 1 tiếng 15 phút lận. Hơi nhiều. Chị mập nhìn đẹp hơn. Đúng rồi, chị mập nhìn đẹp hơn, lúc đấy cái mặt của chị nó có thịt hơn, đỡ bị gầy. Nhưng bây giờ gầy quá. Chị mà cứ bị giảm cân là giảm mặt đầu tiên, nhưng mà tăng cân là mặt sẽ tăng cuối cùng đó. Ngang trái dã man. Mình không giảm cân, mình gầy queo à, giảm cân làm gì. Mình chỉ tập cho cái phần eo nó siết lại thôi, phần bụng nó siết lại, và tập đa phần là mình tập kháng lực để cho tăng cơ, giảm mỡ. Ừ đúng rồi, nó hết phồng rồi. Bảo sao mà các anh chị nào cũng phải cầm keo. Nãy mình xịt hơi ít. Mình lười gội đầu á. Xịt nhiều thì phải gội đầu thôi. Xịt ít thì mai gội được. Cảm ơn mọi người. Nói chung là cũng hơi tiếc cho cuộc thi Miss International của chị Phương Anh. Nhưng mà cuộc thi vẫn tổ chức mà. Đấy là năm sau. Thế nên là chị Phương Anh lại có thời gian để training thêm. Có khi bà ấy còn lấy luôn cái bằng tiếng Nhật đấy chứ. Chị Phương Anh thì như kiểu là nữ hoàng ngôn ngữ ấy. Chị học rất là giỏi về ngôn ngữ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Không, chị không hay lên Google search tên mình. Search làm gì khi bản thân mình mới biết mình là ai. Thì trên Google kiểu mỗi người, Google là free mà, báo cũng vậy. Thế nên là mọi người sẽ có một cái cách viết, một cách suy nghĩ về mình. Thế là đọc làm gì. Ok, anh Phương nha. Khiếp. FC admin FC mà bây giờ mới được gọi tên.
Kệ quên, về đây em ôm. Ok. Mình chả hiểu mình phải định hình cái tính cách của mình là bánh bèo nhõng nhẽo hay mạnh mẽ nữa cơ. Bởi vì thi thoảng mình lại nhõng nhẽo, xong thi thoảng mình lại rất kiểu mạnh mẽ quyết liệt. Khó nói lắm. Dạ vâng, Hà sẽ hoạt động nhiều hơn ạ. Ở nhà chẳng biết làm gì, chẳng biết đăng gì luôn ý. Không nghĩ ra cái gì thì đăng á. Thôi, má tóc đó. Nó che cả mắt à. Có, chị có group fan trên Messenger. Mọi người... Chị thì cũng không phải là người cái tổ chức ra những cái buổi tuyển thành viên, nhưng mà mọi người tham gia vào FC của Hà, xong rồi có những cái buổi tuyển thành viên thì mọi người đăng ký tham gia, nếu mà được thì các bạn sẽ duyệt. Nói ghét Việt nữa. Không, không ghét được. Có group trên Facebook. Ban đầu thì có rất là nhiều group ấy, bởi vì nó mọi người fake ấy, group fake ấy, nhưng mà có một group chính thức là group Hamie. Trời ơi, tin nhắn ai nhắn vậy, thường hay nhắn gì. Chị có thích kiểu người như chị Kỳ Duyên không? Kiểu người như chị Kỳ Duyên là như nào nhỉ? Ý là ngoại hình hay tính cách hay như nào? Chị thấy thì chị Kỳ Duyên là một người, một cái tấm gương về sự nỗ lực ấy, và vượt qua những sóng gió ấy. Cũng khá là thích chị ở cái điểm đấy. Hai, Hà Lam. Hà Lam. Mình nghĩ là chắc là sau ngày 15 tháng 9, nếu mà dịch ở Sài Gòn ổn định thì những cái phần thi hoặc là những cái phần chuẩn bị của mình sẽ được tiết lộ cho mọi người nhiều hơn ấy. Bởi vì lúc đấy mình mới có thời gian để mà bay vào trong Sài Gòn và cùng với ekip của mình bắt đầu chiến. Chị đang ở Hà Nội, đúng rồi. Ôi dồi, lại thôi xa. Ê mà mọi người, mình đang lo ấy. Sau là ví dụ như mà mình sang Puerto Rico mình thi ấy, thì cái múi giờ nó sẽ bị lệch ấy. Thì ví dụ như mình đi đồng hành ban ngày về, xong buổi tối mình muốn live với mọi người, thì lúc đấy bên Việt Nam là mấy giờ nhỉ? Là buổi sáng à? Hay là đầu sáng à? Mình sợ lệch múi giờ mọi người không xem được. Học luật kinh tế có khó không? Khó em ạ. Nó hơi khô khan một chút, nhưng mà nếu ai thích sự khô khan đấy thì thấy lại thích. Với chị thì ban đầu chị không thích lắm, bởi vì mình hơi bị bất ngờ bởi vì cái ngành học của mình nó như thế ấy. Nhưng mà sau rồi thì cảm thấy khá thích nó, vì nó mang lại cho mình cái tính tư duy logic và cái việc mà nói cái gì cũng phải đúng. Trong luật kể cả định nghĩa cũng thế, cũng phải nhớ chính xác thì mới nói, còn không thì thôi. Còn không thì cứ bảo là ở điều này điều kia thế thôi, đừng nói ra sai lại bị trừ điểm. Ôi dồi ôi, chị có học tiếng Tây Ban Nha đâu mà nói. Chị đi chung đợt với chị Tiên luôn hả? Chị cả phần training luôn. Theo như chị biết thì các cuộc thi quốc tế còn lại năm nay thì đều thi vào cuối năm, thì chắc là chị này, chị Duyên này, chị Tiên sẽ có thể đi cùng một đợt chắc sát ngày. Học một chút tiếng Tây Ban Nha thì chắc là mình sẽ học một số câu chào hỏi đơn giản thôi. Bởi vì theo như mình được biết thì ở bên Puerto Rico người ta nói hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thế nên là mình có tiếng Anh thì mình cũng đã gọi là đủ tự tin để có thể tồn tại ở cuộc thi rồi. Không, mình có học tiếng Pháp đâu. Chị Phương Anh mới nói được tiếng Pháp. Đâu, chị Mai Phương đâu? Mình không thấy chị Mai Phương. Hello Phanh. Trời ơi, chị chào Phanh từ đầu rồi mà.
Ok chị Mai Phương. Chị Mai Phương đang hẹn chị đi ăn bún mắm nêm. Ngon lắm. Chị cũng không biết được là có nên chuyển vào Sài Gòn ở luôn không, bởi vì là chị đang nghĩ đến cái việc chị học xong chị sẽ học tiếp. Cũng chưa chắc được. Bonjour. Thôi nha, chị không biết nói tiếng Pháp nha. Bị quá giờ rồi. Chắc là mình dừng ở đây thôi mọi người ơi. Mọi người còn những cái câu hỏi nào mà gọi là thật sự cần thiết muốn mình trả lời thì mọi người đặt nốt đi nào. Vì bây giờ là đến giờ mình tắt like đây. Có, chị lưu like mà. Filter này cũng khá ok nhỉ. Trong có thể lần sau có khi chả make up nữa. Vẽ mỗi cái eyeliner cho nhanh. Chỉ make 1 tiếng xong like 1 tiếng đi tẩy trang tiếp. Toàn là tiền. Tiền ở trên mặt đó. Nó cứ dính vào mắt tí. Chị ơi, chân yêu nè. Trời chân, em để cái tên gì vậy? Chị không nhìn ra em. Về trường Trần Mai Ninh thì các bạn rất là dễ thương. Các bạn rất là thân thiện với chị. Việt Nam hơn Puerto Rico tận 11 tiếng. Oh my god. Thế thì nó sẽ lệch tận nửa ngày rồi. Sharing filter. Xe kiểu gì nhỉ? Thôi để hôm nào chị dùng cái filter này lên thì mọi người sẽ lưu lại để lại được. Ok. Chắc là mọi người không có câu hỏi gì nữa thì Hà xin phép được dừng livestream ở đây. Và chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ. Và hãy luôn giữ sức khỏe thật tốt, tinh thần thật là ổn định. Đợi ngày chúng ta hết dịch, chúng ta chiến. Bye bye mọi người. Thôi không đọc tên nữa. Đi ngủ đây. Bye bye. Tắt đâu ta?